Bây giờ đây là cái phần bánh nước mà Hà vừa mới tự tặng tại Bình Dương luôn, và tặng rất là nhiều phần cho ekip mà Hà sẽ xin phép được ăn trước nhà. Và đây là chương trình food tour của Hà đây. Ở trong cái món bánh ướt này, đây là bánh ướt Bảo Yến, không biết là có phải của nhà của bạn không hay là bạn mua tặng ekip, nhưng mà mình có gà nè. À đây chính là bánh ướt lòng gà, hồi xưa thì Hà ăn ở Đà Lạt nhưng mà bây giờ ở Bình Dương cũng đã có rồi. Nhìn bánh ướt rất là hấp dẫn ha, có nước mắm và có trứng gà, có lòng gà luôn nha. Đây bây giờ mình ăn thử nha. Trời rất là ngon, hàng kia anh Bắc Hục Tiên ảnh nói là ảnh đã ăn rồi và rất ngon. Mề gà hấp dẫn quá mọi người ơi, rất là ngon. Hàng ăn nước mắm là đã biết nó ngon rồi, tại vì rất là vừa ăn nha. Đây là trứng ngon nè. Rồi thôi, hẹn gặp lại mọi người ở trong Cine Tour nha. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ tinh thần và tặng rất là nhiều quà dễ thương, cũng như là tặng những món quà như vậy là giúp cho ekip chống đói nè. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn, bye bye.